Chào mừng cô chú anh chị em mình đã quay trở lại với kênh bếp nhà Mai Ngọc Hôm nay xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm với em một món mứt mà đảm bảo ai cũng thích với cái tên của nó nè Mứt khổ qua nha, ăn cho bỏ bớt những cái khổ của năm cũ mình đón chào năm mới nha Rồi bắt đầu vào bếp làm với em nè Khổ qua mình sử dụng ở đây là khổ qua còn xanh, không có non quá cũng không có già quá nha ở đây em có ba trái này trọng lượng của nó là 600 g. Mình chuẩn bị 2 muỗng canh muối hạt rồi cho vào 1 lít nước rồi mình sẽ khuấy lên cho nó tan hết phần muối nè. Khổ qua mua về mà nó có dơ quá thì mình đi rửa qua 1 cái đi ha. Rồi mình sẽ đi sơ chế 1 cái nè. Đầu tiên thì mình sẽ sắt làm đôi để mà mình lấy đi cái phần hạt ở bên trong. Cách lấy hạt thì chắc chị em cũng biết rồi ha ở đây em chia sẻ cho chị em nào chưa biết nè mình dùng cái muỗng canh á rồi mình sẽ lấy ra giống như em như thế này nè em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa cái chị nhìn em mà làm theo ha đối với những chị em nào chưa biết nha còn ai biết rồi thì bỏ qua khúc này đi nha rồi mình cứ thế lần lượt mà mình lấy hết cái phần ruột ở bên trong của trái khổ qua ra nha lấy cả cái phần ruột trắng mà nó không có hột luôn nha mấy chị cạo hết ra luôn nha lấy hạt à, xong rồi bây giờ mình tiếp tục mình chẻ đôi nữa nè tức là màu trái khổ qua mình sẽ chẻ ra làm bốn chị em nào muốn tạo hình miếng mứt của mình thì cũng có thể sắc theo ý nha ở đây em sắc ra làm bốn như thế này cho nó dễ nè lúc đầu mình có quậy thao nước muối đó mình cắt xong rồi thì mình sẽ cho vào cái thao nước muối mình ngâm qua đêm luôn nha À, khi mà mình cho vào mình ngâm như thế này nè, nếu như mà nước nó không có ngập cái phần khổ qua của mình hết á thì mình có thể cho vào thêm một chút xíu nước nữa để cho nó ngập hết nha. Khổ qua của mình ngâm một đêm rồi thì cái màu nó cũng đã đổi màu rồi nè và miếng khổ qua của mình nó cũng đã mềm dẻo hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa sạch ha. Sau khi mình ngâm một đêm á thì cái mùi của nó cũng hơi lạ lạ một chút xíu nhưng không sao mình rửa sạch là được ha. Rồi mình cứ xả nước, rửa nhiều nước cho nó sạch. Giờ mình sẽ chuẩn bị 4-5 cây tăm rồi lấy cái thùng mình cột lại như thế này nè. Rồi mình sẽ xăm hết cái phần uh, khổ qua của mình nha. Đây các chị em uh, tham khảo cái cách em làm nè. Đấy mình cứ xăm mạnh tay ha, để cho cái cây tăm của mình nó đâm sâu vào cái miếng khổ qua ha xâm đều hết mặt trên của trái khổ qua thì khi mình xâm như thế này nước ở trong trái khổ qua của mình nó cũng ra nhiều nè đấy cái phần nước này là nước cái vị đắng của khổ qua đấy thì công dụng của việc mà mình xâm như thế này để mà mình lấy cái nước đắng ở trong trái khổ qua ra nó dễ dàng hơn với lại thì khi mà mình ngâm đường á thì nó cũng sẽ thấm đường dễ dàng hơn ha à, ai cũng biết thì khổ qua nó có tính hàng ăn rất là mát rất là tốt với sức khỏe ấy thì cái món mứt này mà trong ngày tết đó thì nó cũng giải nhiệt cho mình tốt lắm nha. Tuy là món mứt bánh kẹo trong ngày tết nhưng mà nó không có làm cho mình cảm giác là ngán hay là uh, sợ bị nhiều đường chỉ trơn nha. Tại vì khi mà mình làm với cái công thức này á thì nó cũng không có quá nhiều đường, nó cũng không có ngọt lắm. rồi chị em cứ tiếp tục xăm cho hết cái phần khổ qua của mình nha. Ừ, trong lúc mình xăm như thế này thì khổ qua của mình cũng được ngâm trong nước nha nước bình thường thôi không có cần phải ngâm với nước muối đâu sau khi mình xăm hết cái phần khổ qua rồi thì bây giờ mình sẽ đem ra mình bóp như thế này nè các chị nhớ bóp theo cái kiểu giống như vậy nha chứ đừng có nhồi ha nhồi là nó sẽ dễ bị gãy tiếp tục cho một muỗng canh muối hạt vào một lít nước thêm nửa trái chanh nữa rồi mình sẽ quậy đều cái hỗn hợp này lên rồi cho hết cái phần khổ qua mình đã rửa sạch rồi nè Cho vào mình ngâm Và trong lúc ngâm này thì đem ra phơi nắng nha Phơi xong một nắng rồi Thì tối đến các chị em mình cũng cứ để cái nước đó mình ngâm qua đêm luôn ha Sáng ra thì chị em mình xả nước nhiều lần nè Trong lúc xả thì mình bóp như thế này nè Bóp mạnh tay nha Dắt cho nó thiệt là khô để mà mình loại bỏ cái nước đắng ở trong trái khổ qua ra rồi, sau khi mình dắt được nhiều nước rồi thì bây giờ mình cũng chuẩn bị nước muối chanh rồi mình đem ra mình ngâm rồi đem ra phơi nắng tiếp tục ha. Sau một đêm nữa thì mình cứ đem ra mình rửa mình bóp như thế này. Rồi mình sẽ thử coi cái miếng khổ qua của mình, cái vị của nó mình đã chấp nhận được hay chưa. Nếu chưa chấp nhận được thì mình sẽ tiếp tục mình phơi thêm một nắng nữa. Còn bây giờ của em sau hai nắng thì em đã chấp nhận được rồi nè, không có đắng lắm nên là mình sẽ cho vào cái nồi nước mình trần sơ qua khoảng chừng 2 phút nha. Cái này là trần sơ qua thôi chứ không có cần phải nấu lâu đâu Nấu lâu là thành khổ qua hầm luôn đó à, Sau khi mà mình phơi đặn nắng đó, thì cái miếng khổ qua của mình nó sẽ đổi màu nó trắng như thế này nè Khi mà mình làm mất lên đó, nó sẽ trắng đẹp lắm luôn Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thao nước Mình sẽ cho cái phần khổ qua trần rồi nè Cho vào mình ngâm trong nước nha Không cần phải ngâm với đá lạnh đâu Mình chỉ cần ngâm với nước lạnh bình thường là được rồi mình ngâm một chút xíu cho nó nguội bớt đi ha chứ mới gấp ra mà bây giờ mình đem đi bóp là sẽ bị phỏng tay nha để cho nó nguội nguội bớt rồi mình tiếp tục mình bóp nữa nha cứ bóp như thế này khoảng dài ba nước nữa để cho cái vị đắng nó ra thêm nữa nè đến khi nào mà mình thử không còn đắng nữa thì các chị em mình vô mình chuẩn bị ốp đường ha cứ 300g khổ qua trái thì mình sẽ ốp với 100g đường nha À, lúc đầu là em sử dụng là 600g thì đây em làm 200g đường rồi mình sẽ trộn đều lên để qua đêm cho nó ngấm hết đường nó tan hết nha à, khi mà mình bỏ đường vô thì nhớ trộn đều để cho nó dễ thấm nha đây sau một đêm thì đường của mình nó cũng tan như thế này nè cái món mứt này thì khi sơn nó rất là nhanh rất là nhẹ luôn á các chị đường mình ốp vào nó không có ra nước bao nhiêu hết trơn nó thấm vô trong cái miếng mứt của mình hết trơn rồi nè rồi bây giờ bắt chảo lên và chuẩn bị sơn mứt nha Lúc đầu thì mình có thể mở lửa lớn cũng được Nhưng mà chút xíu à là mình phải hạ lửa xuống với cái mức trung bình thôi nha Đấy trong lúc mà mình sên thì mình nhớ đảo để cho nó thấm cái phần đường của mình nha các chị Và nhớ là đảo nhẹ tay thôi nha Sau 10 phút rồi nè đường nó bắt đầu keo lại rồi đó Lúc này chúng ta phải chở đều để cho cái mứt của mình nó thấm đường với lại nó không có bị dính đáy nha làm tất cả các món mứt á thì cái món mứt này lúc sên là nhẹ nhàng nhất luôn á, sên rất là nhanh luôn các chị. À, chứ còn mứt dừa nè, mứt chuối nè thì sên mệt nghỉ luôn nha. bữa trước em làm món mứt chuối á thì mất cả 2 tiếng đồng hồ mới sên xong, sên xong rồi mình còn phải cho ra cái miếng bánh tráng nè, rồi mình phải cắt nữa. nói chung là cũng mất nhiều thời gian nhưng mà bù lại cái món mứt chuối của mình rất là ngon. thôi quay trở lại với cái món mứt này của mình nha cũng gần được rồi đó các chị lúc này thì mình hạ xuống cái mức lửa thấp nhất nha cái món mức này thì mình không cần phải sơn cho nó kết tinh đường nó kẹo kẹo lại như vậy thì mình chuẩn bị cho nó ra mâm để mà nó đi tắm nắng được rồi nha mình sẽ cho ra một cái mâm inox nè rồi bây giờ mình sẽ chải ra mình phơi nắng ha nếu mà trời nắng đẹp nắng tốt thì mình phơi hai nắng là được rồi còn nếu như mà trời ui ui á, thì mình phơi ba nắng bốn nắng đều được ha không sao hết càng phơi thì cái mức của mình nó sẽ càng khô ráo càng đẹp và đây thành phẩm của mình sau hai nắng đây nha nó không có kết tinh nhiều bởi vì đường mình sử dụng cũng không có nhiều á mứt của mình thì bên ngoài khô ráo, ở bên trong thì nó rất là trong và dẻo độ ngọt thì vừa phải vị hơi nhẫn nhẹ của khổ qua mùng 1 mà nhâm nhi với món này thì mọi khổ cực của năm rồi nó sẽ trôi đi hết nha đón chào một năm mới nè chúc chị em mình sẽ thành công với món mức khổ qua cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha nếu thấy video hữu ích á cho em xin một lượt đăng ký kênh với nha để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới hơn nữa ạ à.